cho các bạn là Lê Văn Lộc và mình đang quay cho các bạn là cái bình nóng lạnh Acetone, mình mặt đen mặt ngang. Và đây mình sẽ bảo dưỡng cái bình nóng lạnh này. Và ước mong là nó sẽ giúp ích cho các bạn nào muốn tự bảo trì bảo dưỡng tự rửa cái bình nóng lạnh của nhà mình. Ở đây mình đang tháo nước. Dưới này mình kiêm cái bàn. Đấy. Rồi cái bàn này. À, mình đứng lên tí, đứng lên để hạ nó xuống cái mặt bàn nó sẽ dễ dàng. À, tháo nước. Các bạn dùng mỏ lết này. Các bạn dùng mỏ lết nhé. Để tháo cái nước này. Còn tháo rồi hẳn cái này nhé. Cái này nếu như mà nó có cái vàng vàng này, có cái vàng vàng này, các bạn có thể vặn bằng tay rồi. Bằng tay rồi. Nhưng mà nó không có thì các bạn phải dùng mỏ lết nhé. Để nước nó chảy nhanh đi. Các bạn nhớ cắt điện nhé, nhớ cắt điện và khóa nước này, khóa nước. Và tùy vào từng nhà khóa nước ở chỗ nào các bạn khóa nước và cắt điện. Đó. Đây là van một chiều, các bạn đóng vào nó không chảy nữa này. Mở ra này, van một chiều nhé, để xả nước ra thì nó sẽ nhẹ. Đúng. Các bạn phải cố gắng đợi, cứ thao tác đợi chờ nước xả xuống này là rất lâu. Không nên các bạn mở xả xuống, mở tháo ra. Tháo đấy, không cần phải tháo chỗ này nhé, các bạn nhé, không cần phải tháo, chỉ tháo đây thôi. Đó, nước vẫn nóng. Cho các bạn để trên mặt bàn, các bạn có thể xử lý trên mặt bàn được. Đó là như thế gì. Ở đây thì các bạn thấy có những nước này, là mở tô vít mặt ngoài để sửa chữa. Nhưng nó bảo dưỡng thì nó sẽ mở tô vít mặt trong, các bạn nhìn. Nhưng con ốc còn tí nữa. Mình sẽ mở ra này để mặc cái mặt này ra. Đấy, ở đây con ốc nha. Con ốc thì cũng nhìn thấy, nên mình cũng nhìn thấy để sờ tay được con ốc ở đây. Bốn con ốc thôi, để em mở ra. Ở đây mặt sửa chữa các bạn đi bảo dưỡng không phải mở mặt này nhé. Không mở mặt này, không mở mặt này. Nếu không mở mặt này, nên con ốc này đừng có mở. Đây là tem bảo hành nó. Đây là hơi mở, đây con sửa chữa không được mở. Nếu mà bảo dưỡng ta chỉ mở mặt này thôi, đối với bình nóng ngang. Có nước chảy, chúng ta sẽ đợi cho nước chảy. Các bạn có thể nhìn thấy cái chỗ nước là nước cho đầy. Đấy. Đấy, chỗ nước này không? Chỗ nước này không? Và nước vẫn chảy, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, bây giờ cảm giác hơi chậm lại một tí. Đợi 15 phút rồi các bạn. Phút rồi đâu vậy? Chảy lâu quá. Thế mà nó tháo cái van một chiều ra thì nó sẽ nhanh hơn. Nhanh thôi. Lắp vào nó khó. Đợi một tí. Đấy. Nếu các bạn xúc ruột có thể tháo cái van một chiều thì tia nước nó sẽ chảy gấp đôi thế này. Chảy nhanh hơn. Các bạn tháo bốn con ốc này nhé, tháo bốn con ốc này. Đấy, các bạn tháo từng con. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, tháo bốn con ốc này, con này cũng chưa tháo được rồi, chết rồi. Thế nội tạng chưa? Mình sẽ để nó vào đây nhé. Thì giờ mình sẽ chỉ cho các bạn nhé. Các bạn nhớ là đây cái dây điện này này là dây đi vào này, dây đi vào nhá, dây đi vào đến đây này. Thì cái dây xanh vàng này là dây mát nhé. Cái dây màu vàng này là dây mát. Thì nó chỉ là cái dây không có điện thôi, dây không có điện, dây tiếp đất. Thì ở đây nó có hai dây điện vào là dây xoay chiều. Các bạn nhớ hai dây xoay chiều nhé. Thì các bạn cứ rút hai dây này ra. Trong đó các bạn có thể cắm nhầm cũng được, cắm đổi sang đây cũng được, không sao cả. Đấy, vì nó là dây xoay chiều điện lưới của chúng ta mà. Thì các bạn rút hai cái dây này ra. Đấy, thì sau đó ở đây nó có hai cái dây là dây càng này. Hai dây càng. Đây là van nhé, đây là van cảm biến nhé. Đây là đầu cảm, đây là chân cảm biến. Đấy, đây là hai dây càng. Thì hai cái dây càng. Thì hai dây càng này cho các bạn cứ nhổ ra. Đấy, vào cái dây trắng này,
và cái dây trắng này nhé, dây trắng này, dây trắng này và dây lâu này. Đấy, thì các bạn cứ nhổ hết ra, bởi vì cái này nó là xoay chiều, các bạn nhớ, nhưng mà nhớ này, đây, đầu bên này, đầu bên này và đầu bên này, các bạn nhớ trước lắp lại không được lắp nhầm nhé, lại không được lắp nhầm. Các bạn nhớ, các bạn đánh dấu một cái nào đó, đánh dấu một cái chân này đó thì nhớ rằng bên này là nâu này thì xanh bên cạnh họ, và hai chân còn lại thì các bạn có thể cắm đảo chiều tùy, không phải sợ. Thì đây là cái cảm biến các bạn nhổ ra này. Đấy, thứ nhất, thứ hai các bạn nhổ hai thằng này ra trước. Nếu mà cái này chặt quá thì các bạn có thể nhổ bằng kìm nhé, lấy kìm nhé. Đấy, các bạn nhổ ra này. Rồi nhá, thì các bạn chỉ cần tháo cái này thôi, còn cái này để nguyên, xong rồi tháo. Đấy, xong rồi tháo hai thằng này. Đấy. Nếu các bạn cảm thấy mà sợ quá, các bạn có thể chụp ảnh lại. Đấy, mình chụp ảnh lại là xong. Các bạn hiểu không nhỉ? Các bạn chụp ảnh lại là các bạn có thể nó chốt nóc vào nó xong rồi, nó thì đơn giản. Tiếp theo là các bạn có thể dán băng dính vào để cho nước không vào đây. Đấy. Rồi. Bây giờ mình rút này nhé, các bạn nhớ này. Đây mình rút này và mình sẽ đánh dấu này. Mình sẽ đánh dấu bằng cách này. Đánh dấu bằng cách này. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Đánh dấu bằng cách ở đây thôi. Mình gấp hai này gần với nhau. Hai này giãn ra tí. Đúng không? Thì đó. Mình đánh dấu. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đánh dấu. Bó hai này gần vào. Bó hai này bên này gần vào. Thế bây giờ mà mình lấy chồng và tê, tất cả các thứ mình tháo những con ốc này ra thôi. Con ốc này là con ốc 8 hoặc ốc 10 rồi này. Các bạn cứ lấy ốc 10 này, nó sẽ vặn ra. Đấy, ta tôi biết và nhấc cái còng này ra nhé. Mình sẽ thi công cái này. Đấy, các bạn thấy nhờ mình tháo được những con ốc này ra rồi này. Đấy, con ốc này mình tháo ra. Các bạn cứ dùng chồng, dùng tê là các bạn tháo được rồi. Đấy, là 3 con này, 4 con này, 5 con nhé. Đừng làm mất nhé. Làm mất là dở lắm. Mất đồ nguyên zin của nó là dở lắm ấy. Rồi các bạn nhìn này, nó đang bây giờ đang hết rồi nhé. Các bạn có thể lấy được cái này lên ngay. Nhưng mà nó là cái mặt chặn thôi. Nó có hai cái tay bên cạnh này. Các bạn cứ giật hai cái tay lên. Được. Mình một tay đang quay thì nó khó là giật lắm. Mình phải dùng hai tay cơ. Đây các bạn này, các bạn nhìn thấy cái còng này. Đấy, đây là cái còng. Cái còng này khá là sạch. Thế có nghĩa là cái máy này nó không bẩn lắm. Cái còng này sạch. Đấy, mình sẽ bật cái vá nát này. Đấy, các bạn nhìn thấy bên trong này. Đấy, cái bình này tương đối là sạch. Đấy. Không bẩn lắm. Đấy, các bạn nhìn cái thanh magie cặn, cửa cặn bên trong nó vẫn ở trong kia. Cái thanh magie đấy các bạn dùng cái ấy để bạn ở đây vào. Đấy, nó có ốc ở đây này. Các bạn vặn cái thanh magie ở đây. Các bạn có thể xả nước luôn ở đây cũng được. Xả nước luôn đấy cơ, xả nước luôn đây. Đấy, nhìn thấy ma gì chưa? Bạn nhìn thấy nhá. Đấy. Thì là mình sẽ xúc để cho tất cả những cái vôi cặn ở bên trong kia nó ra ngoài. Đấy, vôi chúng ta sẽ dùng lấy cái nước lúc nãy đây. Đấy. Và đổ nó vào đây là xúc ra nha bạn, xúc phích nước bình thường thôi. Được chưa? Nhá, xúc phích nước bình thường thôi. Còn xúc phích nước bình thường thôi đúng không? Đây. Là rửa cái này. Cái này các bạn nhớ nhá, cái này chỉ bóc nhẹ nhàng cái nước này nó ra thôi. Cái này nó bọc bên ngoài, các bạn bóc nhẹ nhàng thôi, đừng có lấy cái gì kỳ đánh trà nhá, đừng có cạo nhá. Ở đây nó có một lớp cách điện, các bạn cào mất cái lớp cách điện ra khi tắm nó giật các bạn chết đấy. Các bạn chỉ bóc thật nhẹ nhàng rồi làm thật nhẹ tay với cái này nhá, cái này về rất là quan trọng, cái này hỏng nó mua tiền triệu đấy. Các bạn phải dùng thật quan trọng, thật nhẹ nhàng cái này để thật khéo léo nhá. Đây là một cái còng đun xúc ra kia xong nhá. Đấy các bạn này, các bạn có thể thấy bên trong nó cũng vẫn sạch rồi đấy, nó còn một ít này nữa. nó còn một ít nó như kiểu sườn bụng nè, vui, nó còn một ít nữa. Cái này cũng còn một ít nữa để cho tay vào mới nới ra không bám. Này lau khô rồi phải rửa nó nữa, có cầm này để nhẹ nhàng nhé, tôi hỏi là chết sợ.
tiền đấy. Xong đó các bạn phải lau khô này nhé, lau khô cả tấm khô thế này, tấm khô cả dây điện đầu dây điện. Vẫn còn các bạn, vẫn còn. Bây giờ mình xúc một hai lần nữa cho nó hết đi. Các bạn có thể tháo cái thanh magie này ra, tháo thanh magie này và thay thanh magie khác, tháo ở chỗ này này và thay magie khác. Nhưng đây mình không thay, cái này vẫn còn dùng được. Nước này gì rồi, xem rồi. Ok, nó khô, nó khô nắp vào xong, nó xong nó nâu bên ngoài. Ốc này các bạn thả như thế này nhé, xong rồi đẩy nó vào đây. Đấy, đẩy nó vào đây. Đấy. Các bạn nhớ này, nó quay từ chiều ngược trên mô hồ đó, ngược kia mô hồ. Cho vào nhé. Bạn nhớ thả sao để 5 con ốc vào cùng cả nhé. 5 con ốc vào cùng cả. Rút luôn. Đây thì trái không phải đúng không? À sai thì phải không trái, ngược như đồng hồ. Ngược chữ đồng hồ, đúng không? Đấy. Các bạn dùng hai tay này. Các bạn dùng hai tay để đẩy hai cái bên này nhé. Hai tay để đẩy. Hai tay để đẩy sẽ đều. Đấy. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Siết này, các bạn là siết, đừng siết chết bất cứ một con nào nhé. Chỉ siết bằng tay để cho nó tới thôi. Mỗi thứ tới một tí. Cứ siết từng tí mà. Các bạn nên siết con ở đây, xong con đối diện nó, xếp một con và con đối diện nó. Xếp đối diện nhau. Cái này khóa này. Rồi, mình vặn chặt cái này nhá. Vặn chặt cái này lại. Cái này có cái tai này nó dễ vặn. Vặn vặn chặt vào. Chặt vào. Rồi. Đây các bạn. Các bạn thấy đã vặn chặt ra xong rồi nhá.
Cẩn thận xong rồi là mình mở nước này. Các bạn phải thử nước xem nó có giò không nữa nhé. Không có giò xong thì mới bật điện. Nó mà không giò thì được bật điện. Đấy, các bạn để cho nước đầu tiên, các bạn phải nhớ đầu kia không được khóa thì nước nó vào bình được. Bạn nghe tiếng nước vào bình nhé. Nước đang vào bình ấy, thì đầu kia không được khóa, đầu kia không được khóa nước thôi. Nó không giò nước thì bật điện được. Nó giò nước.